Chào tất cả các học sinh lớp 11. Các em đang theo dõi video hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa vật lý 11 được phát hành trên kênh YouTube Học 247. Hôm nay thì chúng ta sẽ học bài tiếp theo của chương 3, chương dòng điện trong các môi trường. Và bài học mà chúng ta cùng tìm hiểu là bài số 16, dòng điện trong chân không. Bài số 16, dòng điện trong chân không này, nó sẽ giúp các em ôn tập lại các kiến thức về đặc điểm tính chất của dòng điện khi truyền trong chân không và khái quát về ứng dụng của tia cực tốt trong đời sống hàng ngày, nhằm cho các em dễ dàng nắm bắt kiến thức và luyện tập thêm. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn các em phương pháp giải các bài tập sách giáo khoa của bài 16 dòng điện trong chân không này các em nhé. Chúng ta đi vào nội dung bài tập sách giáo khoa vật lý 11, bài 16 dòng điện trong chân không. Thì hôm nay chúng ta sẽ có tổng cộng đó là 11 bài tập. Và 11 bài tập sách giáo khoa này thì nó đã bao gồm một số câu lý thuyết giáo khoa, một số câu trắc nghiệm và một số câu bài tập tự luận tính toán, nhằm cho các em ôn tập lại bài, vận dụng công thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem thử là bài tập 1 nói dẫn đây các em nhé. Chúng ta đi vào yêu cầu của bài tập 1. Thì bài như sau: vì sao chân không không nhận điện? Và bằng cách nào tạo ra được dòng điện trong chân không? Một câu hỏi thuần giáo khoa: chân không có nhận điện không các em? Không nhé. Và vì sao lại như vậy? Chúng ta có chân không không nhận điện là vì nó không có hạt tải điện. Và bằng cách nào để tạo ra được dòng điện trong chân không? Thì cô trả lời rằng để tạo ra được dòng điện trong chân không thì ta phải đưa các hạt tải điện vào trong chân không. Và các hạt tải điện thông thường lúc này sẽ là các electron. Bài tập 1. Tiếp tục chúng ta chuyển sang bài tập 2. Điếu chân không có cấu tạo như thế nào và nó có tính chất gì? Nó có liên quan đến một cái khái niệm mới về điếu chân không. Ở bài tiếp theo là bài dòng điện trong chất bán dẫn, bài 17 chúng ta sẽ học tiếp về một loại điếu, đó là điếu bán dẫn. Còn đây sẽ là chúng ta học về điếu chân không. Và cấu tạo của điếu chân không thì chúng ta đã được học trong sách rồi. Điếu chân không nó sẽ gồm hai điện cực cathode. Điện cực cathode của nó thường làm bằng wolfram và hai điện cực và điện cực anode. Điện cực anode thì nó sẽ làm bằng bản kim loại. Hai cái điện cực cathode và anode này đặt trong một bóng thủy tinh đã hút chân không. Tính chất của điếu chân không đó là điếu chân không cho dòng điện một chiều chạy từ anode sang cathode. Nói dùng cho cô nhé, điếu chân không nó sẽ cho dòng điện một chiều chạy từ anode sang cathode. Tiếp tục bài tập 3. Tia cathode là gì và có thể tạo ra nó bằng cách nào? Chúng ta có tia cathode là tia phát ra từ cathode làm huỳnh quang thủy tinh. Và tia cathode là dòng các electron phát ra từ cathode có năng lượng lớn và bay tự do trong không gian. Nó được sinh ra khi phóng điện qua chất khí ở áp suất thấp. Ghi nhớ nhé, tia cathode được sinh ra khi phóng điện qua chất khí ở áp suất thấp. Và một cách tạo ra tia cathode thứ hai đó là ta còn có thể tạo ra tia cathode nhờ dùng electron. Tiếp tục bài tập 3 chuyển sang bài tập 4. Người ta hỏi là tại sao khi phóng điện qua khí ở áp suất thấp lại sinh ra tia cathode? Đây chính là ngược lại với bài tập 3, thì đây chính là điều kiện để sinh ra tia cathode. Nhưng mà người ta lại hỏi tại sao lại như vậy? Thì câu trả lời của cô đó là khi mà phóng điện qua khí ở áp suất thấp á, khi phóng điện qua khí ở áp suất thấp thì các ion dương nó sẽ nhận năng lượng của điện trường đập vào cathode. Và nó sẽ sinh ra các electron mới có thể duy trì quá trình phóng điện. Và lúc này thì
Các electron tạo ra có thể chuyển động trên một đoạn đường dài mà không va chạm với các phân tử khí. Đó chính là tia cathode. Rồi, được chưa nào các em? Tiếp tục chúng ta chuyển sang bài tập 5. Hãy kể vài tính chất của tia cathode chứng tỏ nó là dòng các electron bay tự do. Hãy đưa cho cô một vài tính chất của tia cathode nào. Chúng ta sẽ có tia cathode phát ra từ cathode theo phương vuông góc với bề mặt cathode và nó bị chặn lại khi gặp vật cản và làm cho vật cản tích điện âm. Đây là một tính chất đầu tiên. Tính chất thứ hai đó là nó sẽ mang năng lượng lớn. Và nhờ có cái tính chất mang năng lượng lớn này mà tia cathode nó sẽ có tác dụng làm đen phim ảnh, làm hình quang một số tinh thể và làm kim loại phát ra tia X. Từ trường làm cho tia cathode lịch theo hướng vuông góc với phương lan truyền và phương của từ trường. Đây chính là tính chất thứ ba. Và điện trường làm tia cathode lịch theo chiều ngược với điện trường. Nhớ nhé, tia cathode nó sẽ lịch chiều ngược với điện trường. Ghi nhớ dùm cho cô ý này để mà chúng ta có thể áp dụng vào việc đánh dấu các bài tập trắc nghiệm, làm các bài tập trắc nghiệm của chương 3. Kết thúc bài tập 5 và chúng ta chuyển sang bài tập số 6. Súng electron tạo ra tia cathode theo nguyên tắc nào? Đây là một cách thứ hai mà người ta thường dùng để tạo ra tia cathode, đúng không? Dùng súng electron để tạo ra tia cathode. Và nó hoạt động theo nguyên tắc nào các em? Nguyên tắc mà súng electron tạo ra tia cathode đó là đầu tiên chúng ta sẽ đốt nóng cathode. Và khi chúng ta đốt nóng cathode thì lúc này nó sẽ có hiện tượng đó là phát xạ nhiệt electron. Vậy cho nên nguyên tắc mà súng electron tạo ra tia cathode đó là nguyên tắc phát xạ nhiệt của electron. Rồi được chưa nào, tiếp tục. Chúng ta chuyển sang bài tập số 7. Bài số 7 liên quan đến ứng dụng của tia cathode. Hãy kể hai ứng dụng của tia cathode mà em biết. Tia cathode có ứng dụng gì trong đời sống của chúng ta vậy các em? Đó là tia cathode được sử dụng làm hình quang các chất. Ngoài ra thì nó còn được sử dụng trong đèn hình và ống phóng điện tử nữa. Thì đây là ba ứng dụng quan trọng của tia cathode. Và cũng là ba ứng dụng rất là phổ biến. Tiếp tục bài tập 8. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 9 nào. Chúng ta về bài tập 8 nhé các em, không phải bài tập 9, cô xin lỗi. Đề bài tập 8 như sau. Dòng điện trong chân không sinh ra do chuyển động của. Các đáp án trắc nghiệm được đưa ra lần lượt đó là câu A là của các electron phát ra từ cathode. Câu B là của các electron mà ta đưa từ bên ngoài vào giữa các điện cực đặt trong chân không. Câu C là của các electron phát ra từ anode bị đốt nóng đỏ. Và câu D là của các ion khí còn dư trong chân không. Hãy chọn giúp cô một phương án đúng. Kết quả ở đây đó là do dòng điện trong chân không sinh ra do chuyển động của các electron phát ra từ cathode. Các electron phát ra từ cathode các em ạ. Vậy cho nên phương án đúng là mở câu A. Còn lại các câu B, C và D đều không đúng. Dành dấu đỏ cho cô việc chiếu đi. Nhớ nhé, bài 8 chọn câu A giúp cô. Tiếp tục sang bài tập số 9. Cũng là một câu trắc nghiệm. Người ta kết luận tia cathode là dòng điện tích âm là vì. Vì đâu? Câu A, vì nó có mang năng lượng. Câu B, vì khi rọi vào vật nào thì nó làm cho vật ấy tích điện âm. Câu C, vì nó bị điện trường làm lệch hướng. Và câu D là vì nó làm hình quang thủy tinh.
Vì lý do gì mà người ta kết luận thì thật tốt là dòng hạt mang điện tích âm với các em? Tia cathode là dòng hạt tích điện âm vì khi rọi vào vật nào thì nó làm cho vật ấy tích điện âm. Đây, vậy cho nên phương án đúng nằm ở câu B. Còn lại các đáp án không đúng là A, C và D là không đúng. Vậy thì bài chính chặn cho cô câu B ha. Rồi bài chính chọn B và kế tiếp chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 10. Đề bài 10 như sau. Cathode của một diode chân không có diện tích mặt ngoài là S bằng 10 mm vuông. Dòng bão hòa Y bão hòa bằng 10 mA. Tính số electron phát xạ từ một đơn vị diện tích của cathode trong một giây. Bài 10 là một bài tập tính toán để giúp các em ôn tập lại công thức và cùng suy nghĩ bài 10 giúp cô nào. Ở đây thì chúng ta sẽ có định lượng của diode trong chuyển qua một đơn vị diện tích trong một giây sẽ là Q sẽ bằng Y bão hòa nhân T trên cho S. Y bão hòa chúng ta có chưa các em? Y bão hòa bằng 10 mA. T ở đây là chúng ta tính theo một giây và S là diện tích mặt ngoài bằng 10 mm vuông. Như vậy thì đến đây chúng ta có thể thay số vào cho cô. Bằng 10 nhân 10 mũ trừ 3 vì mA đổi ra nhân một giây. Từ mm vuông mà đổi thành mét vuông thì phải là 10 nhân 10 mũ trừ 6. Bấm máy tính cho cô kết quả này. Nó sẽ bằng bao nhiêu? 1.000 coulomb. Đây chính là định lượng mà diode chuyển qua đơn vị diện tích trong một giây. Kế tiếp chúng ta sẽ tính số electron phát xạ. Vậy thì từ Q chúng ta sẽ tính được số electron phát xạ là dựa theo công thức N sẽ bằng Q trên E với E bằng bao nhiêu? 1,6 x 10 mũ trừ 19. Vậy thì biểu thức của chúng ta sẽ là 1.000 trên cho 1,6 x 10 mũ trừ 19 thì tức là dựa theo số E. Bấm máy cho cô thì nó sẽ ra được số electron phát xạ là 6,25 x 10 mũ 21 hạt. Số hạt này vô cùng lớn. Rồi như vậy là đáp án của bài tập 10 rất là đơn giản và dễ nhớ đúng không nào? Chỉ cần hai công thức là xong. Bạn nào mà có không hiểu ở bài tập này và các bài tập khác thì các em có thể comment trực tiếp bên dưới video thì cô sẽ xem và hướng dẫn trả lời giúp mình các em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập số 11. Đề bài 11 như sau. Hiệu điện thế giữa anốt và cathode của một súng electron là 2500V. Tính tốc độ của electron mà súng phát ra. Cho biết khối lượng của một electron là 9,1 x 10^4 trừ 31 kg. Đối với bài 11 này á, thì đầu tiên chúng ta cần phải xác định năng lượng của điện trường, tức là công của điện trường tác dụng lên electron là đến làm di chuyển nó. Vậy thì năng lượng của điện trường là gì? Chúng ta chụp cho cô công thức. A sẽ bằng V kép. Mà A thì bằng E nhân U. Từ đây chúng ta sẽ có thay số vào. E thì bằng 1,6 x 10 mũ trừ 19 chúng ta đã biết rồi. Và U ở đây có chưa các em? Súng electron là bằng 2500V để mà cho luôn. Cho nên bấm máy biểu thức này. Nó sẽ ra được kết quả là A bằng 4 x 10 mũ trừ 16 joule, chính là năng lượng của điện trường. Có A rồi chúng ta sẽ làm gì? A bằng cái kép. Năng lượng này gây ra động năng cho electron. Có động năng rồi thì chúng ta sẽ tính được tốc độ electron. Dựa vào đâu? Từ biểu thức V kép sẽ bằng 1/2 mv bình, chúng ta suy ra được V bằng căn bậc 2 của 2 V kép trên m. Công thức tính vận tốc rút ra từ động năng. Mà V kép chúng ta vừa tìm được. Cô xin lỗi, hai biểu thức này lẽ ra cô phải đưa nó vào trong ghi dấu căn. Rồi các bạn đợi cô xíu. Sau khi mà đưa nó vào trong dấu căn thì cô sẽ có biểu thức như sau.
Vì kết vừa tìm được và mở đề bài cho là bằng 9,1 x 10^31 kg. Bấm máy dục vô biểu thức này thì sẽ ra được kết quả đó là 2,96 x 10^7 m trên giây. Đây chính là tốc độ của electron. Đáp án của bài tập 11. Và các em thân mến, như vậy là chúng ta đã giải quyết xong các bài tập sách giáo khoa của bài 16 dòng điện trong chân không. Thì sau khi mà làm xong các bài tập thì các em cần phải ôn tập thêm về bản chất của dòng điện trong chân không và bản chất và ứng dụng của tia cathode rất là quan trọng. Các em hãy cùng đón xem video tiếp theo, đó là video hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa vật lý 11. Bài tiếp theo là bài 17 dòng điện trong chất bán dẫn, được phát hành trên kênh YouTube Học 247. Và đừng quên bấm subscribe kênh cũng như chia sẻ và mời bạn bè cùng học các em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em. Cảm ơn các em đã xem video hướng dẫn giải bài tập của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ ôn tập được kiến thức và nắm vững phương pháp giải các bài tập mà thầy cô đã hướng dẫn. Và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video hướng dẫn giải bài tập từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé.